Thưa bà con và quý vị, từ nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ Nông dân, nhiều bà con trên địa bàn tỉnh đã có điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống. Ghi nhận từ Hội Nông dân phường Tân Phong, nơi có nông dân vay vốn cho thấy, Quỹ Hỗ trợ Nông dân dù mới hoạt động vài năm trở lại đây, nhưng những kết quả tích cực mà nó mang lại là khá lớn. Được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân với sự bảo lãnh của Hội Nông dân phường Tân Phong, bà Nguyễn Thị Kim Loan ở khu phố 8 đã quyết định đầu tư mua máy móc để phục vụ cho nghề trồng rau. Nhờ có số tiền vay được, bà đầu tư máy móc sớm hơn dự định nên năng suất rau cao hơn mọi năm. Sau 18 tháng, bà đã hoàn trả vốn đúng quy định. Thì tôi trước thì tôi cũng khó khăn thì tôi cũng có vay, rồi hồi đó chưa có mua máy cày. Mua máy cày rồi đầu tư vào rồi làm, bây giờ thì trả hết vốn rồi, giờ ngưng không có vay nữa. Thì chúng tôi thì bây giờ chỉ là dùng phân hữu cơ thôi, rồi cũng tưới bình thường. Chứ từ trước giờ thì làm, từ cha ông giờ thì làm mấy chục năm nay rồi. Với 2.000 mét vuông đất chuyên canh rau gia vị, cung cấp rau cho thị trường Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh, giá bán dao động từ 10 đến 30.000 đồng một ký, giúp bà có nguồn thu nhập ổn định. Không riêng bà Nguyễn Thị Kim Loan mà nhiều hộ trồng rau nơi đây đều làm ăn hiệu quả nhờ nguồn vốn vay. Người nông dân chúng tôi được Hội Nông dân thành phố, Hội Nông dân tỉnh và đặc biệt nhất là có sự hỗ trợ của Hội Nông dân phường Tân Phong cho các hội viên nông dân của chi hội 8 chúng tôi vay vốn để coi như tăng cường sản xuất. Ví dụ mỗi một dự án chúng tôi vay vốn về, thứ nhất làm nhà lưới, thứ hai có người thì làm hệ thống tưới nước tiết kiệm, có người thì dùng cái nguồn vốn đó để mua máy cày để tạo giảm bớt cái sức lao động của con người đi. Chính cái điều đó là đã giúp cho hội viên chúng tôi tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống và đã có những cái bằng chứng chính nhờ những cái sự vốn vay đó đã làm cải thiện kinh tế cho hội viên nông dân chúng tôi. Ngoài việc được vay vốn từ quỹ hội, bà con còn được tập huấn hướng dẫn kỹ thuật để sản xuất rau an toàn. Hội phường trong năm nay thành lập được hai cái dự án, đó là dự án phát triển trồng rau gia vị các loại, gồm 25 hộ vay để cho giải quyết việc làm, mua trang thiết bị, máy móc để trồng trọt. Rồi còn mấy cái dự án đó thành lập ngày 14 tháng 2 năm 2023. Còn một cái dự án nữa là rau an toàn với 25 thành viên thì cũng tạo việc làm, mới lại mua máy móc, mới lại con giống nữa. Sắp tới là sẽ tìm hiểu các cho vào vô các siêu thị và các trường học này. Thì hiện khu 8 chúng tôi là có 27 hecta, trong đó có 7 hecta là đăng ký rau an toàn. Nói như vậy thôi mà hầu như hết bà con làm rau an toàn, bởi vì đây là cái nghề truyền thống, tức là làm sản xuất sản phẩm hữu cơ, tức là lấy ủ khoai phân chuồng, có trộn nấm chi quế ạc ma, rồi sau đó là dùng đậu nành đỗ tương nấu để gia cố thêm. Còn với về sản xuất ấy, thì với 7 hecta rau an toàn này ấy, thì bà con luôn luôn tuân thủ một cách tuyệt đối, nhưng mà đều có một cái quy trình. Tức là sau khi thu hoạch rồi thì đất để ủ khoai khoảng 2 tuần và sau đó là sẽ cho phân hữu cơ, phân chuồng với lại phân với lại đậu nành và sau đó là sẽ xuống giống. Về vấn đề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng vậy, ở đây thuốc sẽ không sử dụng thuốc hóa học mà hoàn toàn là sử dụng thuốc sinh học. Đó là cái cách làm mà bên hội cũng như là các hộ là đều tuân thủ tuyệt đối. Mình đã được các cấp hội rồi bên chi cục bảo vệ thực vật thành phố đã hướng dẫn mình về tương lai lâu dài là mình làm rau theo hướng hữu cơ, sản xuất rau an toàn. Để thứ nhất là đầu tiên là bảo vệ sức khỏe cho mình và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Cái cách làm đó chúng tôi đã được thường xuyên chi cục bảo vệ thực vật thành phố Biên Hòa hướng dẫn cho chúng tôi theo kinh nghiệm và được hướng dẫn là chúng ta ủ khoanh phải cộng thêm nấm chi khô đặc ma và ủ đúng thời hạn, thì tất khi mình đem ra mình bón cho cây cho rau, thứ nhất là nó có cái lợi, thứ nhất là không có lây bệnh cho cây trồng của mình,
mình phải ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là đã tạo thêm một cái lợi nhuận cho mình. Thứ hai nữa là khi ủ khoan hoai mục như vậy, có nấm chi cục mà thì cây nó rất dễ hấp thụ, do đó năng suất nó sẽ đạt hơn. Nhà hội nông dân các cấp làm tốt công tác phối hợp với đơn vị chức năng, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất rau an toàn đã giúp các hộ vay vốn tự tin và chủ động trong sản xuất. Mô hình vay vốn trồng rau an toàn của nhiều nông hộ ở phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa không chỉ mang lại những sản phẩm chất lượng mà còn đem lại hiệu quả kinh tế, giúp hội viên nông dân vươn lên ổn định cuộc sống. Thưa bà con và quý khán giả, trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung và huyện Thống Nhất nói riêng đã mang lại hiệu quả thiết thực. Từ phong trào đã xuất hiện, ngày càng nhiều nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, vươn lên làm giàu chính đáng. Đây là trang trại quy mô 10.000 con cút thịt của gia đình ông Vũ Quang Bình ở ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1. Cũng từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Nai, năm 2022, ông Vũ Quang Bình cùng với các thành viên tổ hợp tác chăn nuôi cút xã Gia Tân 1 đã vay mỗi hộ 50 triệu đồng. Có thêm nguồn tiền, ông Bình đã đầu tư mở rộng trang trại. Song song đó, ông đã được cơ quan chức năng hướng dẫn kỹ thuật về chăn nuôi cút. Nhờ đó, đàn cút của gia đình ít bị bệnh, tỷ lệ hao hụt thấp nên trang trại cút đem lại cho gia đình nguồn thu nhập hơn 200 triệu đồng một năm. Quan trọng, điều quan trọng để nuôi thành công con cút này là cái thứ nhất là vệ sinh. Cái thứ hai là con giống. Một cái thứ ba là mình phải chịu khó quan sát những biểu hiện của từng con cút trong giai đoạn đầu 5 ngày úm. Tại vì vượt qua được 5 ngày úm con cút rất là khỏe. Tại vì mầm bệnh của con cút nó rất là khỏe, nó ít bệnh vặt. Cho nên là mình cứ để ý trong vòng 5 ngày đầu úm là mình sẽ thành công thôi. Vấn đề vệ sinh, khử trùng chuồng trại sạch sẽ. Còn đây là trang trại quy mô 2.400 con heo thịt của ông Phan Thanh Hùng, một trong những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền ở ấp Hương Nghĩa, xã Hưng Lộc. Nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Thống Nhất, năm 2012, ông Hùng quyết định đầu tư trang trại chăn nuôi heo gia công cho công ty. Hình thức chăn nuôi này đã giúp ông học hỏi được nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật trong chăn nuôi và điều quan trọng là không phải lo về đầu ra vì nuôi gia công ít chịu tác động bởi giá cả thị trường, đem lại cho gia đình nguồn thu ổn định. Để đạt được một cái thành công trong ngày hôm nay thì nó có là cái yếu tố thứ nhất là về vấn đề mình nuôi, nên tôi cũng khuyên bà con nông dân chúng ta cùng hợp tác với lại những công ty lớn để chúng ta chăn nuôi, với đó chúng ta học hỏi được một kinh nghiệm. Thứ hai nữa là nó cái may rủi nó lại ít bớt đi cái rủi ro mà trong cái vấn đề mà chăn nuôi. Chính vì vậy mà tôi cũng là ký kết liên kết với lại công ty, ký hợp đồng với công ty là xây dựng cái mô hình chăn nuôi gia công cho công ty CP. Thì gia đình chúng tôi hàng năm thì cũng thu nhập thì cũng được từ 1 tỷ mấy cho tới 2 tỷ. Để phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo mang lại hiệu quả, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Thống Nhất đã chủ động xây dựng các mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp, tích cực vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa những cây con giống mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, đồng thời tăng cường các hoạt động dịch vụ tư vấn hỗ trợ nông dân. Thứ nhất là chúng tôi sẽ tổ chức tuyên truyền vận động và đưa những và phối hợp với các cơ quan hỗ trợ cho người nông dân về phương pháp kỹ thuật mới, giống mới và các cái biện pháp mới, biện pháp canh tác mới, làm sao giúp nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao cái giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của huyện cũng như là nâng cao cái giá trị thu nhập bình quân của đầu người của hội viên nông dân. Thứ hai là hỗ trợ các nguồn vốn, làm sao để người nông dân được tiếp cận được các nguồn vốn nhanh nhất với lãi suất thấp nhất để giúp người nông dân có đầu tư vào sản xuất kinh doanh, giúp cho người nông dân làm giàu chính đáng. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ hội viên nông dân đổi mới suy nghĩ, cách làm, sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, sáng tạo trong vận dụng những tiến bộ mới vào sản xuất gắn với bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ những hộ còn khó khăn vươn lên làm giàu. Trong
Trong những năm qua, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để có những cây bơ phát triển xanh tốt trên đồi đá là cả một sự quyết định táo bạo, thể hiện tinh thần dám nghĩ dám làm của ông Phạm Duy Long ở ấp Lê Lợi, xã Bầu Hàm 2. Trước đây, trên diện tích đất đồi đá này, gia đình chỉ trồng chuối, mỗi năm cho thu nhập chỉ hơn 100 triệu đồng. Đến khi có đường điện, gia đình ông đã mạnh dạn quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích chuối sang trồng bơ. Khi tôi đưa cây bơ vô tôi trồng ấy thì thực sự nó cũng khó khăn lắm, bởi vì đất nó đá không. Để mà đào một cái lỗ mà nhỏ nhỏ thôi, để mà trồng một cây bơ rất là khó, bởi vì nó đá rất là nhiều. Thì khi chúng tôi chuyển đổi qua thì chúng tôi cũng phân vân lắm. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chúng tôi đã sau 5 năm, thì chúng tôi có những cái cây bơ nó đạt 5 năm rồi. À, nó rất là hiệu quả, trái rất là nhiều. À, thấy cái quả bơ này khi mình làm đây mình trừ hết chi phí rồi, cái lợi nhuận nó cao lắm. Đấy, 1 hecta thì mình thu vào nó trung bình vào khoảng cái chừng 400 triệu. Với sự cần cù chịu khó, quyết tâm vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất của mình, giờ đây vườn bơ của gia đình ông Phạm Duy Long đã cho trái ngọt với sản lượng mỗi vụ khoảng hơn 50 tấn. Cùng canh tác trên khu vực đồi đá cùng ấp, cách đây 3 năm, ông Trịnh Công Thành cũng đã mạnh dạn chuyển đổi 2 hecta trồng chuối sang trồng bơ. Đến nay toàn bộ diện tích bơ đã cho trái, giúp cho gia đình ông có thu nhập đáng kể so với trồng chuối trước đây. Hiện nay thì giá cả rất là ổn định, nhưng mà sợ sau này cái đầu ra nó bấp bênh thì mong rằng chính quyền có phương án gì để mà hỗ trợ cho nông dân cái đầu ra để mà làm cho nó đạt kết quả tốt đẹp hơn. Để từng bước nâng cao giá trị của cây bơ, nhiều bà con trồng bơ trên khu vực đồi đá thuộc khu vực xã Bầu Hàm 2 và xã Quang Trung đã thành lập tổ hợp tác cây bơ Bầu Hàm 2 Quang Trung với 11 thành viên tham gia. Tổng diện tích bơ của tổ hợp tác là hơn 23 hecta. Từ khi thành lập tổ, các thành viên đã cùng nhau chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất để nâng cao năng suất của cây bơ. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, bà con đang từng bước triển khai sản xuất bơ theo tiêu chuẩn Việt Gáp, xây dựng mã vùng trồng, liên kết sản xuất, kết nối tiêu thụ để phát triển cây bơ theo hướng bền vững. Thì tôi cũng mong làm sao đó bên mấy anh, bên khuyến nông mấy anh ấy, cũng hỗ trợ cho tôi về cái vấn đề là thu mua, rồi cũng hỗ trợ cho tôi về cái Việt Gáp để tôi làm cho nó bơ nó sạch xanh, rồi cũng tuyên truyền cho bà con cái vấn đề là mình hái cho nó đúng tuổi. Thì khi mình hái đúng tuổi thì cái bơ của mình nó sẽ đủ độ béo. Đấy, rồi nó già trái, rồi những thương lái họ mua, họ bán cho những người người ta dùng. Đấy, người ta còn quay lại người ta mua nữa. Chúng tôi đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức là triển khai áp dụng cái tiêu chuẩn là Việt Gáp đối với cây bơ này, thì đây đang triển khai. Thứ hai nữa, chúng tôi cũng đã đề xuất với lại Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ là thăm canh cây bơ, thì hiện nay là tạo kiện cho 10 hộ vay với số tiền là 500 triệu đồng. Cái này thì chúng tôi chấp nhận giải ngân cái này. Và bên cạnh đó chúng tôi là kết hợp với một số đơn vị như các công ty, các siêu thị lớn thông qua các kênh của Hội Nông dân tỉnh, các ngành, thì để làm sao đó đưa cái cây bơ này vào siêu thị, làm sao đó để thương hiệu hóa cái cây bơ này và xây dựng cho cái cây bơ này là mã số rồi nhãn hiệu hàng hóa để giúp cho cây bơ này ngày càng phát triển trong thời gian tới. Thành công bước đầu từ việc chuyển đổi cây trồng của nông dân trên địa bàn huyện Thống Nhất là một minh chứng rõ nét cho tinh thần dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, để việc chuyển đổi cây trồng của bà con được bền vững thì rất cần sự định hướng, hỗ trợ kịp thời của các cơ quan chức năng và doanh nghiệp thu mua nông sản. Thưa bà con và quý khán giả, đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn bà con và quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.